Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Đây là con Nissan Navara phiên bản 2 cầu, là phiên bản VL, phiên bản cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là con bán tải duy nhất ở thị trường Việt Nam hiện tại, chính hãng được trang bị sẵn camera 360. Đây là phiên bản cao nhất mà, cho nên nó có camera 360, nó có tới 7 túi khí. Túi khí mà có 7 cái trên xe bán tải là nó còn nhiều hơn một số xe du lịch trên thị trường đấy. Và với một mức giá là 835 triệu, và đang được khuyến mãi ngay thời điểm hiện tại là giảm cho các bác lên tới 50 triệu đồng, nó chỉ còn là 785 triệu, một mức giá tương đối là hợp lý. Nhưng mà VL không phải là cái con chủ lực của Nissan, chủ lực là phiên bản một cầu số tự động, còn bản này thì bán rất ít, số lượng cũng rất ít, đại lý lấy về rất ít. Và ở đại lý tôi thì đang có sẵn một số màu, ví dụ màu trắng, màu cam, các bác có thể ghé qua đại lý để xem xe. Nếu cần lái thử thì cứ alo tôi, bên tôi có xe lái thử có sẵn thì tôi sẽ mang đến cho các bác lái thử, hoặc nếu tiền thì các bác cứ ghé qua bên tôi. Mà nếu ghé qua bên tôi thì nên alo tôi ha, để tôi hỗ trợ cho các bác. Đi một vòng cho các bác xem trước. Quay mấy lần rồi nhưng mà ít người xem quá cho nên phải quay lại. Trước Tết thì con này chỉ giảm được có 35 triệu thôi, bây giờ nó giảm lên tới 50 lần, rẻ hơn trước Tết được 15 triệu. 785 mà lăn bánh ở Sài Gòn sẽ là 850 triệu, đó là cái giá chưa có phụ kiện. Xe này là bản full rồi, không có gắn thêm cái gì nữa, chỉ có gắn phim là chạy được. Thì 750 triệu đó, nếu như các bác muốn mua thêm cái nắp thùng thì mua, còn không thì thôi. Hoặc là muốn mua thêm bảo hiểm thì mua, còn không thì thôi. Cái giá 850 triệu là giá lăn bánh chưa có phụ kiện ha. Và giá cuối cùng thì khi nào các bác alo đến tôi sẽ cho cái giá cuối cùng. Tôi sẽ báo luôn cái giá cuối cùng qua điện thoại hoặc là qua Zalo, không cần các bác phải đến trực tiếp đâu, để khỏi mất thời gian của nhau. Tôi làm việc rất là nhanh gọn, các bác có thể alo trực tiếp một cái là tôi sẽ báo giá luôn, để mình khỏi có lăng tăng. Có dò giá gì đó tôi báo một phát một thôi, để mình biết nhau nhanh gọn, làm việc nhanh gọn, không có cò cưa mất thời gian nhau mệt lắm. Cái lốc thùng này có sẵn, hơi dơ thôi, có các cái móc treo đồ có sẵn nè. Cái kích thước thùng này là 1m4, dài và rộng đều là 1m4, và tải trọng cho phép giấy tờ con này khoảng 600 thôi. Cái hệ thống treo sau con này nó sử dụng là nhíp lá nha, sử dụng nhíp lá. Đây là bản 2 cầu. Và cái chuyện mà chạy 1 cầu 2 cầu là mình có thể vặn cái núm xoay bên trong. Mâm đúc 18 inch, 5 mâm giống nhau ha, bánh sơ cua nó giống vậy luôn á. Cái xe này là nguyên bản, chưa gắn một cái gì hết á, mới có vệ sinh thôi. Nội thất thì nó được bọc da hết, nhập từ Thái về. Và màu này gọi là màu be. Cửa gió hàng ghế thứ hai, cái này rất hay nè, không phải xe bán tải nào có cái cửa gió này đâu. Cái cửa gió này nó sẽ giúp cái tốc độ làm mát nó sẽ nhanh hơn. Một số người sẽ bảo là cái nhược điểm của xe bán tải đó là cái hàng ghế thứ hai nó quá đứng. Thì cái này mình cải thiện được, ra ngoài người ta độ được hết, độ cho cái ghế nó thoải ra được cả. Bởi vì ngồi nó rộng lắm, mình dịch tới một xíu là nó ngã ra ngay. Trên con này là bọc da hết nha, chỗ này là nhựa này, chỗ này là da, các bác thấy nó giống con Terra không? Rất là giống, chỉ có phối màu khác thôi. Con này có 6 loa, đóng cửa rất là chắc, rất là êm. Rất nhiều cái chrome trên xe này, viền chân kính mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome. Đấy, các bác thấy giống con Terra không? Hồi nãy tôi mới quay con Terra đấy, chỉ có cái màu da nó khác thôi. Cũng có ghế lái không trọng lực. Ghế lái không trọng lực là chỉ có trên phiên bản cao cấp nhất, và chỉ có mỗi cái ghế lái mới có ha, mấy cái ghế khác không có đâu. Cũng chỉnh điện 8 hướng, ghế lái không trọng lực nó sẽ giảm hiện tượng tụ máu, giảm mệt mỏi khi đi đường dài, và bảo vệ cái xương sống khi đi qua những cái giằng sóc. Con này á, nó có tới 7 cái túi khí ha, nó nhiều hơn Terra luôn. Thì có một cái túi khí thứ 7 nằm ở đây, đây gọi là túi khí đầu gối, khi va chạm nó sẽ bung ra, nó bảo vệ cái đầu gối của mình. Còn vô lăng này nọ thì thông thường như này thôi, cũng may da, tích hợp chức năng đầy đủ, vô lăng trợ lực dầu. Cũng start top nọ, khởi động start top hết. Màn hình con này là giống hệt con L một cầu số tự động. Màn hình này cảm ứng ha, nó có sẵn bản đồ, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Điều hòa sẽ là tự động hai vùng. Bên này sẽ có một số cái công tắc phía dưới này. Hỗ trợ đổ đèo, sẽ có khởi hành ngang dốc, khóa vi sai cầu sau. Và đây là một cái xe hai cầu, sẽ có cái núm chuyển cầu điện tử ở đây. Chạy một cầu, hai cầu là do mình gài cái núm đó. Hộp số sẽ là tự động 7 cấp. Phanh tay.
Đó, với một cái mức giá 785 triệu. Sau khi giảm 50 triệu thì nó còn 785 triệu, các bác sẽ được con xe như thế này. À quên. Con này sử dụng động cơ dầu 2.5 lít tăng áp, 188 mã lực, 450 Nm. Động cơ 2.5 ha. Đây là cụm đèn full LED, bên trong này nó có sơn màu khói nhìn rất là thể thao. Đèn LED ban ngày, cốt pha LED hết, tự động cưng chỉnh góc chiếu và tự động bật tắt luôn. Hãy giới thiệu nhanh như vậy thôi. Đang được hỗ trợ trả góp vay 75%, các bác trả trước 300 triệu, mỗi tháng trả 13 triệu trong vòng 7 năm. Cần hỗ trợ gì đó, cần tư vấn cái gì đó nó sâu hơn thì các bác cứ alo đến tôi. Ở đây là một video giới thiệu qua thôi, giới thiệu nhanh thôi và giới thiệu khuyến mãi và giá cả là chủ yếu. Rồi nhé, xin cảm ơn các bác.